Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: như ông Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị hủy diệt nhưng được sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, nên đã thiết lập bí tích thánh thể để ở lại luôn mãi với chúng con. Đến với Chúa trong giờ chiều này, chúng con xin dâng lên Chúa tấm lòng yêu mến của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết mở rộng cõi lòng, đón nhận tình yêu vô biên của Chúa và trở nên khí cụ tình yêu của Chúa giữa cuộc đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi
đã đánh bán con một mình. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã bán con một mình. Chúa yêu thế gian ban con một. Chúa yêu thế gian ban con một mình cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là con Thiên Chúa và cũng là Chúa của chúng con. Thế mà Chúa đã được hạ với một tình yêu đầy lòng thương xót để đến với chúng con. Vì yêu, Chúa đã ban lấy những vết thương để chúng con được chữa lành. Và cùng vì yêu lạy Chúa, Chúa chấp nhận hiến mình cho nên chết để chúng con được sống đời đời. Chúa đã minh chứng cho chúng con thấy rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thi mạng vì người mình yêu. Trong hành trình mùa chay thánh này, nơi bí tích thánh thể, Chúa cho chúng con được dự phần vào tình yêu của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết đón nhận thánh thể Chúa là ân ban và sự sống của cuộc đời chúng con. Mỗi ngày chúng con đến với Chúa bằng việc siêng năng tan như thánh lễ, chầu thánh thể Đức Chúa là mỗi lần mà chúng con biết cần mà ở cõi lòng để tình yêu Chúa được đầy tràn sung mãnh trong cuộc đời chúng con. Thật hạnh phúc cho chúng con biết là như nào. Xin cho chúng con cảm nên được hạnh phúc lớn lao ấy để cùng thân thương với Chúa. Giêsu, Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Giêsu, Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết, chết treo khổ đau thập giá, ngực cao chịu đau. Oh!
Lạy Chúa Giêsu thánh thể, chiên ngắm và cầu nguyện trước thánh thể Chúa, chúng con cảm nhận Chúa yêu thương chúng con thật nhiều, và Chúa cũng muốn chúng con trở thành chứng nhân của tình yêu Chúa. Xin Chúa ban ơn thánh, soi lòng mở trí, giúp chúng con biết đón nhận tình yêu Chúa và làm tỏa lan tình yêu đó đến mọi người, để tất cả chúng con được ở lại mãi trong nguồn tình yêu vô tận là chính Chúa. Trong chuỗi lòng thương xót này, chúng con xin cho mọi người chúng con kính múc được tình yêu ấy từ lòng thương xót vô biên của Chúa. Đồng thời chúng con cũng cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người đang vật lộn với những đau yếu của bệnh tật, tuổi già sức khỏe, sự lo âu của con cái, trước bệnh tình của ông bà cha mẹ, niềm tin tưởng vào sự tin thác của chúng con vào Chúa là vị lương y, chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền cho chúng con. Chúng con xin lòng thương xót vô biên của Chúa cũng thương nhìn đến nhân loại chúng con. Trong tuần qua có quá nhiều biến động, xin Chúa thương nhìn đến và ru lòng thương xót chúng con. Mời cùng đoàn quỳ. Ngày cha chúng con ở trên trời, chúng con quỳ danh cha cả sáng, nước cha trị nên, khi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay cơm thân hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha
Mà máu lấy nổ mà thần tên cô.
Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco. Chúa hằng sống và hiện diện